Sáng ngày 3 tháng 10, đoàn công tác của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh do ông Phạm Phú Vinh, Phó Chánh Văn phòng dẫn đầu đoàn đã đến ngã ba Đồng Lộc dân hương bày tỏ lòng biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ và 10 cô gái thanh niên xung phong huyền thoại. Theo ông Phạm Phú Vinh, đây là hoạt động hết sức ý nghĩa của đoàn trước khi chương trình cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển được tổ chức vào ngày 4 tháng 10 tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cũng theo ông Vinh, dù 56 năm đã trôi qua, nhưng ý nghĩa của chiến thắng Đồng Lộc, sự hy sinh anh dũng của 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong, chiến tích làng K-130 vẫn còn vẹn nguyên giá trị. Đó là biểu tượng sáng ngời về ý chí và sức mạnh quật cường, tinh thần dũng cảm của quân và dân ta, thể hiện tinh thần độc lập, tự chủ, sáng tạo, tài mưu lược trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh của đảng ta, ông Vinh khẳng định. Trong kháng chiến chống Mỹ, ngã ba Đồng Lộc được xác định là yết hầu giao thông, bị đánh phá liên tục từ năm 1964 đến năm 1972, ác liệt nhất là năm 1968. Lúc bấy giờ có nhiều lực lượng như bộ đội, thanh niên xung phong, công nhân giao thông, công an, dân quân du kích. Số người chiến đấu và phục vụ chiến đấu thời điểm đông nhất lên tới 16.000 người. Tại đây, hàng ngàn các chiến sĩ và nhân dân đã ngã xuống. Trong đó phải kể đến sự hy sinh anh dũng của 10 cô gái thanh niên xung phong thuộc tiểu đội 4, đại đội 552, tổng đội 55 vào ngày 24 tháng 7 năm 1968. Đến ngày nay, khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ngã ba Đồng Lộc đã được đầu tư xây dựng khang trang với nhiều công trình kiến trúc đặc biệt như khu mộ 10 nữ thanh niên xung phong, nhà bia tưởng niệm thanh niên xung phong toàn quốc, sa bàn chiến đấu, nhà bảo tàng, tháp chuông Đồng Lộc, cụm tượng 10 nữ thanh niên xung phong.